Ok anh chị em, hôm nay Huy sẽ hướng dẫn anh chị em về 7 lý do nên đầu tư cùng với cả Athena Network. Lý do đầu tiên đó là Athena Network có một cộng đồng rất là mạnh, tốc độ tăng trưởng nhanh với hơn 4,3 triệu user sau chỉ 4 tháng ra mắt, và hiện nay đã có hơn 4,6 triệu user rồi. Nó rơi vào khoảng độ tầm 4 tháng 10 ngày gì đó thì đã có khoảng 4,6 triệu user. Ngoài ra thì trên cộng đồng Telegram thì cũng đã có tới hơn 488.000 lượt sub ở trên kênh chính thức của dự án. Tiếp theo nữa là trên kênh Twitter x.com ấy, nó hiện nay thì dự án đã có tới 558.000 lượt follow. Đấy, rất tuyệt vời đúng không ạ? 558.000 lượt follow và rất nhiều bài viết đã rất là đều đặn. Đó. Thứ hai, đó là Athena Network có một nền tảng công nghệ tốt, có app trên iOS và Android và chạy rất là mượt mà và giao diện thì thân thiện. Anh chị em biết rồi, để mà một dự án mà có một cái tiềm năng phát triển trong thời gian này thì bắt buộc nó phải có app chạy trên iOS và Android, bởi vì hầu hết mọi người hiện nay đều đang sử dụng điện thoại rất là nhiều để truy cập, để giải trí, để làm việc đó. Vì vậy khi mà những cái dự án ra mắt nhưng mà không có app trên iOS và Android và chạy không mượt mà hoặc giao diện không thân thiện thì đấy là cái điều mà một điểm trừ rất lớn của dự án. Tuy nhiên dự án Athena Network thì điều này là điểm cộng cực kỳ tuyệt vời. Hơn nữa còn có thể là gì ạ? Mua các cái gói thành viên trực tiếp ở trên iOS. Điều này chứng tỏ rằng dự án Athena Network đã được kết nối đấu nối vào phần thanh toán của Apple và được tính thuế và được Apple chấp nhận. Như vậy là đã vượt qua một cái vòng kiểm duyệt của Apple. Cái thứ ba đó là có cơ chế để giảm số lượng coin cung ứng và đốt đến 70% số coin thu được, giúp giá coin tăng trưởng. Cái cơ chế để giúp lượng coin để giảm lượng coin cung cấp là như thế nào? Thứ nhất đó là chúng ta có thể đào ra đồng game. Đồng game thì chúng ta có thể đào không giới hạn, có thể bị lạm phát thoải mái, nhưng số lượng ATH, số lượng đồng coin ATH cung cấp ra thị trường càng ngày càng giảm. 6 tháng đầu tiên mỗi tháng sẽ có 50 triệu ATH được tung ra thị trường dựa trên cái lượng đào. Tuy nhiên 6 tháng tiếp theo thì nó giảm đi còn một nửa, còn có 25 triệu thôi. Và tương tự như vậy, cứ 6 tháng nó giảm tiếp một nửa, 6 tháng giảm tiếp một nửa, liên tục trong vòng 24 tháng. Điều này giúp cho cái đồng coin ATH càng ngày càng khan hiếm hơn và giúp giá tăng trưởng. Nó giống như là Bitcoin hoặc giống như là BNB. BNB trước đây khi mới lên sàn thì nó cũng đã có cơ chế đốt coin liên tục, liên tục và làm cho giảm cái khối lượng coin lưu hành trên thị trường. Điều này đảm bảo được quyền lợi của nhà đầu tư và những người tham gia giai đoạn đầu. Tiếp theo nữa, đó là có gói tăng tốc ATH và gói member đồng bạc vàng và được đồng chia cho đến 5 đến 15% tổng doanh thu. À, gói tăng tốc này bằng trực tiếp bằng ATH và nó giúp cho cái việc mà hiện là mọi người lại dùng cái ATH đó để đốt tiếp, làm cho tiếp tục giảm cái nguồn cung. Đấy. Giảm cái lượng lưu lượng đồng ATH lưu chuyển ở trên thị trường, dẫn đến cái đồng ATH tiếp tục khan hiếm. Ngoài ra thì có cái gói đồng bạc vàng. Đó, là những gói thành viên cao cấp, và những gói này sẽ được, ngoài cái việc mà tăng tốc độ đào, nó còn được đồng chia 5%, 10%, 15% tùy vào cái gói, và chỉ riêng cái số lượng mà cái thành viên vàng được đồng chia thôi thì nó cũng bằng một cái người gọi là chạy full tốc độ bằng ATH, tức là không mua thành viên. Một người không mua thành viên chạy full tốc độ bằng ATH. Đó. Thu nhập số lượng ATH mỗi tháng không bằng một thành viên vàng. Đó. Như vậy đây là một cái quyền lợi rất là tuyệt vời dành cho những nhà đầu tư, họ sẵn sàng đầu tư và tin tưởng đồng hành cùng với dự án cách lâu dài đó. Và đây cũng là một cái điều kiện rất tuyệt vời để chúng ta, những người có thể là vào sau một vài tháng nhưng vẫn chen chân được vào top những người có tốc độ đào và có khả năng kiếm được cái đồng ATH nhiều nhất, top 1% những người kiếm được nhiều ATH nhất. Tiếp theo nữa là có cơ chế affiliate 2 tầng trả bằng USDT lên tới 50% hoa hồng của F1 cộng với F2. À, chúng ta có thể nhận được 33% hoa hồng của F1 và 16% hoa hồng của F2 và trả trực tiếp bằng USDT. Và nếu như bạn đầu tư đâu đó khoảng 3 gói đồng bạc vàng lên khoảng 133 đô thì bạn chỉ cần mời được 3 người cùng tham gia với mình, cùng tham gia gói thành viên vàng bạc đồng thì chúng ta đã gì ạ? Chúng ta đã hòa vốn rồi. Và có rất nhiều người hòa vốn trong vòng một ngày, thậm chí là vài giờ họ đã có thể hòa vốn rồi. Đấy. Như vậy là gì ạ? Sau khi hòa vốn thì gần như là không còn rủi ro gì nữa. Đó. Và đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta có thể kiếm tiền. Nếu như mỗi ngày bạn có thể mời một người, đấy, bạn có thể chia sẻ được cho một người, bạn có thể kiếm được 33 đô.
tức là gì ạ, một người họ lên full full ba gói thì bạn có thể kiếm được tối đa là 44 đô, và 44 đô là đâu đó phải khoảng hơn 1 triệu. Và nếu như mỗi ngày bạn mời được một người lên full ba gói thì bạn có thể kiếm được 30 triệu một ngày, một tháng, chỉ riêng bằng cái việc mà mời thành viên F1 thôi, chưa kể là F2, chưa kể là tăng tốc độ đấy, để mà bạn có thể kiếm được nhiều ATH hơn. Cái thứ sáu nữa đó là Athena Network có hệ sinh thái game online đã chạy, đấy, có sàn giao dịch P2P đã chạy ổn định, có launch pass để giúp cho ra mắt các cái đồng coin meme hoặc là các cái đồng coin về trí tuệ nhân tạo AI, và đã hoạt động. Đó, đã hoạt động một cách rất là ổn định mượt mà. Đó, có hơn 600 game, 6.000 game đã chạy game 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 đánh bài online. Đó, thì ở Việt Nam thì chúng ta cần phải fetch IP thì chúng ta mới vào, chúng ta chơi được. Và tất cả những người chơi ở trong đó thì sẽ cần phải nạp vào cái đồng ATH để chơi. Như vậy cái đồng ATH lại là một cái doanh thu, lại một cái lại tiếp tục được thu lại, và số lượng ATH giao dịch trên thị trường lại giảm đi một lần nữa. Ngoài ra thì cũng mới ra mắt một cái game Flappy Lion, và để mà chơi được cái game đó thì chúng ta cũng phải sử dụng đồng ATH để chơi, và những người thắng cuộc, tức là những người thuộc top 10%, những người có điểm số cao nhất sẽ được nhận một số số thưởng từ cái quỹ ATH mà chính mọi người bỏ tiền ra để mua cái vé chơi. Đó, thì nó trích ra một phần ra để trả cho những người chơi thắng cuộc, còn lại một phần thì nó lại đưa vào cái quỹ doanh thu, và tổng doanh thu kiếm được từ tất cả các nguồn nó sẽ đem đi để đốt 70% tất cả các cái gì ạ, các cái ATH thu được đó. Thứ bảy nữa đó là thời điểm chúng ta tham gia rất là đẹp, vì còn tới 2 vòng gọi vốn nữa và đến tận tháng 9 thì mới lên sàn. Như vậy đây là dự án khá là mới, mặc dù ra mắt từ đầu năm 2024 và đến thời điểm này thì nó rơi vào hơn 4 tháng, nhưng giai đoạn đầu là hoàn toàn là thời gian là gì ạ, là chơi free, đào free, và số lượng đào được thì rất là ít, và số lượng người chơi thì cũng không nhiều, thậm chí còn nhiều người thì bỏ cuộc bởi vì đào mấy tháng trời mới chỉ kiếm được khoảng độ mấy trăm ngàn, thậm chí là 1-2 triệu thì không đáng bao nhiêu cả. Đấy, rất nhiều người bỏ cuộc ở giai đoạn đầu. Cho nên nếu như chúng ta biết đến dự án này từ thời gian đầu thì chưa chắc chúng ta đã tham gia. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cộng đồng đó nó chưa có, rồi cũng chưa có cái thị trường chợ đen để mà giao dịch một cách sôi động như bây giờ. Còn bây giờ thì sao ạ? Bây giờ thì gọi là bắt đầu bùng nổ. Khi cái gói thành viên vàng ra mắt vào cuối tháng 3 năm 2024 thì khi đó những cái người gọi là nhà đầu tư, những người mà tay to họ bắt đầu vào cuộc, và khi đó thì sao ạ? Cộng đồng bắt đầu sôi sục lên. Đấy. Nếu như mà bạn xem được cái video này mà trong vòng trước tháng 9 là hoàn toàn bạn có thể tham gia được, vì thời điểm đó đã vẫn còn rất là tuyệt vời. Khi mà lên sàn ở tháng 9, giá chắc chắn nó sẽ tăng tăng trưởng rất là nhanh. Vì vậy là chúng ta vẫn có cơ hội để chúng ta có thể kiếm tiền với dự án này ít nhất là khoảng độ 6 tháng đến 1 năm nữa. Ít nhất nhé, ít nhất. Còn ngoài ra thì còn có thể nhiều hơn. Ok không ạ? Rồi, đấy là 7 lý do để chúng ta nên đầu tư cùng với cả Athena Network. Nếu bạn có thêm lý do nào nữa, hãy comment xuống dưới. Nếu bạn thích với cái phần nào nhất, một lý do nào nhất, hãy comment xuống dưới. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều video hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.